Rapper pháo biểu diễn như idol K-pop tại Hàn Quốc, Hoàng Thùy Linh bị mỉa mai vì thua kém đàn em. Sau những phát ngôn gây tranh cãi, Hoàng Thùy Linh là cái tên nhận được sự quan tâm bậc nhất hiện nay. Nhiều nghệ sĩ V-Biz cũng liên tục bị kéo vào ồn ào này trên mọi mặt trận. Điển hình là mới đây nàng pháo cũng không tránh khỏi việc dính líu đến chủ nhân bản hit Si Tình. Theo đó, cư dân mạng vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại tiếp mục biểu diễn của nữ rapper tại một sự kiện được diễn ra ở Hàn Quốc. Xuất hiện tại đây, tân binh V-Pop gây ấn tượng mạnh với khán giả nước bạn bởi nhan sắc xinh đẹp cùng trang phục biểu diễn cực quyến rũ. Vẫn siêu hít đình đám 2 phút hơn, pháo đã thiêu đốt hoàn toàn sân khấu này. Với màn trình diễn bùng nổ, nữ rapper đã không làm người hâm mộ tại quê nhà thất vọng. Dù phải vừa hát vừa nhảy liên tục nhưng pháo vẫn giữ được cuộc hơi chắc khỏe, tự tin phô diễn những động tác vũ đạo đầy cuốn hút. Tiết mục này nhận được vô số tràng pháo tay từ khán giả tại Hàn Quốc. Tại phần bình luận bên dưới đoạn clip được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngạc nhiên và không khỏi trầm trồ về khả năng hát live đỉnh của pháo. Không cần đeo in ear, nữ rapper vẫn thể hiện ca khúc một cách mượt mà tròn trịa. Ngoài những lời khen dành cho chủ nhân hit 2 phút hơn, không biết người cũng để lại bình luận mỉa mai một nữ ca sĩ khác được cho là đang nói đến Hoàng Thùy Linh. Cụ thể, netizen mạnh dạn ý kiến rằng cùng có ca sĩ Việt vươn tầm quốc tế giống như pháo nhưng chủ nhân hit Si Tình lại hát live khá tệ. Thậm chí cô nàng còn phải nhiều lần dùng biện pháp hát nhép trên sân khấu để tiết mục được diễn ra suôn sẻ hơn. Dù rằng từ trước đến nay Hoàng Thùy Linh nổi tiếng bởi sở hữu tư duy âm nhạc tốt, các sản phẩm được đầu tư kỹ càng và mới lạ về âm nhạc lẫn concept, nhưng về câu chuyện hát live cũng như phong cách trình diễn, nữ ca sĩ lại hiếm khi được khán giả đánh giá cao. Hơn nữa, cô nàng cũng không ít lần góp mặt trong danh sách các ca sĩ hát live thậm tệ của V-pop. Đáng nói, những phát ngôn của cô nàng tại buổi họp báo giới thiệu Vietnamese Concert những ngày qua đã khiến Hoàng Thùy Linh trở thành cái tên gây tranh cãi nhiều nhất và liên tục nhận về vô vàn lời chỉ trích từ công chúng. Không những thế, trong nhiều ngày mở bán, vé concert của Hoàng Thùy Linh vẫn chưa sold out bất kỳ hạng mục nào. Trước đó, ngay khi vướng vào scandal phát ngôn, nhiều khán giả cũng tuyên bố sẽ không bỏ tiền mua vé đến xem nữ ca sĩ biểu diễn. Theo VTC News, đây không phải lần đầu Hoàng Thùy Linh vướng tranh cãi liên quan đến những phát ngôn của mình. Theo đó, trong họp báo diễn ra vài năm về trước, nữ ca sĩ cũng từng có câu nói gây sốc khiến khán giả ngán ngẩm. Tại buổi công bố live show đầu tiên trong sự nghiệp ca hát, giọng ca gốc Hà Thành đã có những câu trả lời khá lan man, không đúng trọng tâm, hơn nữa còn bị coi là có phần ngạo mạn. Vào thời điểm ra mắt MV Để Mị Nói Cho Mà Nghe hồi năm 2019, Hoàng Thùy Linh đã chia sẻ suy nghĩ về khoảng thời gian mình sống cùng với nhân vật Mị. Nữ ca sĩ cho biết dù phải hóa thân vào vai Mị trong MV, nhưng bản thân cô và nhân vật này lại có nhiều điểm khác biệt. Theo đó, Mị là một cô gái bị áp bức dưới thời phong kiến khá nặng nề và không dám phản kháng. Ngược lại, cô là người hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình. Hoàng Thùy Linh còn nói thêm, nghệ sĩ lúc nào cũng phải giao lưu trò chuyện với khán giả, nhưng cô thì không muốn phải mất thời gian vào việc phân bua, trình bày, giải thích. Thay vào đó, bản thân chỉ tập trung vào công việc ca hát. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Thùy Linh còn khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi tuyên bố, từ nay ai mà hỏi tôi những câu về quá khứ tào lao, tôi sẽ gửi lá ngón đến tận nhà họ. Phát ngôn này ngay lập tức dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người đã không hài lòng về chuyện Hoàng Thùy Linh sẵn sàng xù lông với anti-fan. Một số ý kiến cũng cho rằng việc sử dụng câu từ khá lộ liễu ngay trong buổi họp báo ra mắt MV là điều không nên làm đối với một nghệ sĩ chuyên nghiệp.